Trời Sài Gòn đang mưa, các bạn nghe rõ tiếng mưa ha. Mình sẽ mở hộp một chai nước hoa được mệnh danh là giống Le Labo Santan Baba đến 80%. Và một buổi tối trời mưa hơi lạnh như vậy thì nếu mà xịt cái mùi này thì đúng chuẩn luôn các bạn nhé. Mình sẽ mở hộp chai nước hoa Dunhill Century. Các bạn chờ mình chút xíu ha, mình sẽ unbox chai nước hoa này ra. Đây, nguyên xin các bạn nhé. Quyền cho các bạn coi tất cả ha, là một hình vuông rất đẹp các bạn. Nguyên khối bên trên có chữ Dunhill Century London các bạn ha, audible foam for men. Phía sau lưng đấy là các thông tin của chai nước hoa. Rồi, sẽ mở chai nước hoa. Nghe tiếng gió tiếng mưa rơi luôn các bạn ha. Theo giờ đánh giá là các chai nước ngoài các bạn ha, chai nước hoa này giống đến khoảng 80% Le Labo Santan Baba nổi tiếng. Đây, đây là chai của nước hoa của chúng ta. Còn bên trong không có gì hết các bạn ha, mình sẽ để sang bên. Đây chai nước hoa Century của chúng ta là cũng giá khá là đẹp các bạn. Dunhill Century. Nắp hít các bạn nhé. Nắp hít. Theo thông số chai nước hoa này thì ngoài mùi hương của Santan Baba, nó đổ thêm vào một số mùi nốt hương của cam để mà tạo ra mùi mát mẻ hơn mùi Baba các bạn ha. Mình mới xịt từ vào tay. Có một chút của Baba các bạn. Mình đang ngửi. Có một chút của Le Labo Baba cam, khiến cho mùi này nó mát hơn. Là mùi của Le Labo. Le Labo thì nó là chuyên về gỗ, nó chỉ có gỗ thôi nên là khá là nồng. Còn mùi này là khá là dịu, có một chút cổ gỗ mà có một chút phảng phất của mùi thuốc lá nữa các bạn ha. Và các bạn biết rồi, Dunhill là hãng làm thuốc lá nổi tiếng mà. Rồi, mình sẽ chờ khoảng 10 phút cho nó lắng nước hoa xuống thì mình sẽ review tiếp cho các bạn ha. Sau khi xịt chai nước hoa này khoảng 5-10 phút thì mình bắt đầu mới cảm thấy cái mùi gỗ đàn hương của Santan Baba nha các bạn nhé. Bắt đầu mới cảm thấy mùi gỗ đàn hương của Santan Baba, nhưng mà nó nhẹ hơn Santan Baba khá nhiều. Chắc là ở trong đây do có cái mùi có thêm cái hương hoa cam nên nó mát hơn và nó nhẹ hơn. Mùi này vì nó không nồng như Santan Baba nên là khá là đa dụng. Các bạn có thể sử dụng để đi làm, đi học, đi chơi vẫn được. Một mùi thơm khá hay. Mình cũng chưa biết là nó giữ được mùi lâu hay không, nhưng mình nghĩ là với cái nước hoa Eau de Parfum của một hãng cũng khá nổi tiếng là Dunhill thì cái độ giữ mùi nó chắc không phải tốt. Mình thấy là nó dễ chịu hơn Santan Baba các bạn. Độ tỏa mùi chắc chắn là không bằng này. Độ tỏa mùi chỉ khoảng độ một cánh tay thôi là mình vẫn còn ngửi thấy mùi. Đó các bạn ha, mà chai này đặc biệt là mở để vặn cái nắp hít, mở ra không được các bạn ha. Mình vặn như vậy thì nó mới ra. Đó, nắp hít rất là một chai nước hoa giá bình dân nhưng mà có hương, có mùi hương khá giống với một chai nước hoa nổi tiếng là Le Labo Baba. Mình cảm nhận rõ cái mùi gỗ đàn hương sau khoảng 5-10 phút, nốt hương nó lắng xuống các bạn. Khá là thơm, nhẹ nhàng. Cái này dành cho các anh văn phòng đi làm cũng được, đi chơi cũng được. Mình cho các bạn nữ thích cá tính thì dùng mùi này vẫn được, giống như Santan Baba các bạn ha. Chai thiết kế cũng nhỏ nhắn, dễ thương, giá cũng khá là bình dân. Bạn nào có nhu cầu mua nước hoa Dunhill Century thì có thể inbox Zalo cho mình. Trong Zalo thì mình có thể bán nhiều các sản phẩm khác nữa. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ nhắn tin cho mình ha.
Số Zalo của mình thì cũng là 0984078886. Thơm và mát các bạn. Mùi khá thơm và mát. Đa dụng. Đây là một chai nước hoa đa dụng các bạn ha. Mình đang ngồi trong phòng mình, phòng máy lạnh. Ngoài trời mưa, mình cũng mở máy lạnh, nó khá lạnh. Nên mình xịt mùi này nó khá là dễ chịu, cũng không không đến nỗi nhức đầu như 33. Này mình xịt 2 nhát. Còn 33 mình xịt những lúc mình xịt 1 nhát mà mạnh tay quá cũng gây ra hiện tượng nhức đầu các bạn. Mùi này mình thấy khá là ok. Trong cái tầm giá của nó dưới 1 triệu. Chai này rất là ok nha các bạn. Thơm. Mùi gỗ đàn hương cho các bạn nào thích tông gỗ. Tông gỗ thì đi mùa lạnh tối, mùa tối thì quá tuyệt vời các bạn nhé. Rồi mình xin kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều.